Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với tin tức mới, kênh cập nhật thông tin nhanh nhất, hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng mình đến với nội dung bản tin ngày hôm nay. Vừa qua, việc ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi được số tiền hơn 100 tỷ đồng để giúp đỡ bà con miền Trung nhận được sự quan tâm của công chúng. Hầu hết mọi người đều để lại lời tán dương, cảm ơn hành động cao đẹp của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, việc kêu gọi được số tiền lớn như vậy khiến nhiều người lo lắng cô phải đối diện với nguy cơ vi phạm pháp luật. Cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng và thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện. Mới đây, MC Phan Anh lên tiếng bênh vực Thủy Tiên. Quyên góp 100 tỷ từ thiện, con số kỷ lục mà Thủy Tiên đạt được khiến bao người ngưỡng mộ suốt nhiều ngày qua. Cũng bởi thế mà người ta càng lo lắng liệu nữ ca sĩ có gánh được trách nhiệm to lớn này hay không. Bên cạnh những bình luận tán dương, ủng hộ thì một vài tờ báo lại đặt ra vấn đề về hành động của Thủy Tiên có liên quan đến pháp luật. MC Phan Anh cách đây 4 năm cũng gặp phải vấn đề tương tự. Mới đây, anh đã lên tiếng. 4 năm trước mình cũng từng bị dọa, ồn ào hết cả lên, mọi người hỏi thăm dữ lắm. Nhưng lúc đấy lòng mình thật sự vô cùng vững vàng, vì chỉ có một tâm nguyện duy nhất là làm gì đó cho bà con đỡ khổ. Nếu cùng lắm bị kết tội thì cũng chơi. Nên chúng ta ơi, đừng sợ, luật sai thì luật sửa, chứ còn luật cứu người, luật của lương tâm thì không có gì phải sửa cả. Thêm nữa, MC Phan Anh khẳng định thêm một lần nữa về tin đồn anh sợ rắc rối nên không còn kêu gọi nữa. Anh chia sẻ, không phải thế, chỉ là bọn mình chọn làm cách khác, đó là thuộc về phạm trù quan điểm cá nhân. Việc này ngay từ năm 2016, mình cũng đã trả lời báo chí, mình sẽ không lấy tư cách cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện trên diện rộng nữa. Còn nhớ cách đây 4 năm, khi nổi lên với việc quyên góp hàng chục tỷ đồng cứu người dân bão lũ miền Trung, MC Phan Anh chịu không ít thiệt thòi bởi một số thành phần chuyên công kích. Anh từng lên tiếng nhiều lần, khẳng định sự trong sạch của mình và quyết xử lý nếu có kẻ cố tình bôi nhọ mình. Trải qua gần một tuần cứu bà con vùng bão lũ, Thủy Tiên trở về nhà giải quyết nốt công việc còn tồn đọng. Cô cũng bày tỏ sự lo lắng khi gánh số tiền 100 tỷ đồng người dân gửi gắm. Giữa nhiều ý kiến tranh cãi, nữ ca sĩ tuyên bố sẽ không giao tiền cho ai hay tổ chức nào, cũng không thành lập một tổ chức chuyên nghiệp để xử lý, mà tận tay trao tặng người dân. 100 tỷ tưởng là nhiều, nhưng có thể không đủ cứu giúp 3-4 tỉnh bão lũ. Thủy Tiên còn dự định giúp dân xây nhà, mua lại đồ đạc, cây trồng, gia cầm, gia súc để ổn định cuộc sống sau lũ. Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng mình. Đừng quên nhấn like, share và theo dõi kênh để ủng hộ đội ngũ của tin tức mới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!